Thảo luận về dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn sáng nay, đa số đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về mối quan hệ giữa dự thảo luật với các luật có liên quan. Luật quy hoạch 2017 xác định công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, nhưng trong dự thảo lại xác định công tác này thuộc quy hoạch ngành quốc gia. Đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch quốc gia để tránh chồng chéo. Tôi đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn là quy hoạch ngành quốc gia với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia để tránh chồng chéo giữa các quy hoạch. Đề nghị xem xét quy định mối quan hệ trong việc xác lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, nhất là mối quan hệ giữa quy hoạch nông thôn đối với huyện, xã và quy hoạch đô thị đối với các thị xã, thị trấn, đô thị mới. Bên cạnh đó, do có sự khác nhau về thời kỳ quy hoạch giữa dự thảo với luật quy hoạch 2017, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc nội dung này để đảm bảo tính thống nhất. Dự thảo luật quy định quy hoạch đô thị và nông thôn, tức là quy hoạch chung, có thời hạn là 20 đến 25 năm, là phù hợp với lộ trình triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng tại đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, theo quy định tại luật quy hoạch năm 2017, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh theo thời kỳ quy hoạch là 10 năm. Vì vậy, dự thảo luật cần có các quy định yêu cầu rõ hơn về nội dung của các loại, các cấp độ quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với kỳ quy hoạch theo quy hoạch của tỉnh. Ngoài luật quy hoạch 2017, công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn còn được quy định tại luật đất đai và các quy hoạch chuyên ngành. Vì vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát để thống nhất quy định về công tác quy hoạch với các văn bản có liên quan.